Xin chào quý vị các bạn, tiếp nối series giới thiệu các loại pin của điện thoại Mobi iStar đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn pin của điện thoại Mobi iStar BL100F đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của điện thoại Mobi iStar BL100F bị phồng rộp, pin sạc không đầy, pin báo ảo, dùng nhanh hết. Đó là dấu hiệu cơ bản nhất báo hiệu pin Mobi iStar BL100F đã hỏng lỗi cần phải thay mới. Di động cao cấp.vn đang có sẵn pin của điện thoại Mobi iStar nói chung và pin Mobi iStar 100F nói riêng phụ quý hàng. Quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý hàng vui lòng đặt hàng tại website di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ chuyển pin của Mobi iStar đến tận địa chỉ hàng yêu cầu, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu pin của điện thoại Mobi iStar BL100F đang có mặt tại di động cao cấp.vn.